Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, Đức Trời của chúng con. Chúa cầu nguyện sự hiện diện Ngài vây phủ trên chúng con. Bởi vì chúng con biết rằng sự hiện diện Ngài sẽ nuôi sống chúng con. Sự hiện diện của Ngài sẽ làm cho chúng con trở nên mạnh mẽ trong đức tin. Sự hiện diện của Ngài khiến chúng con gần Chúa hơn. Chúng con vững mạnh trong lời của Ngài. Lạy Chúa, xin cứ bao phủ chúng con bằng sự hiện diện của Ngài. Cho nên động chạm trên lòng của chúng con, để cho chúng con thấy sự tươi mới từ đây Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, thì giờ này chúng con sẽ bước vào thì giờ lắng nghe lời của Chúa nữa. Nguyện lời của Ngài trở nên mạnh mẽ. Nguyện lời của Ngài được sức dầu trong quyền năng thánh linh của Ngài. Nguyện lời của Ngài được đặt sâu trong lòng của chúng con, trở nên nền tảng cho cuộc sống của chúng con, trở nên điều vững chắc trong cuộc đời của chúng con. Và mọi sự tôn vinh, mọi sự vinh hiển đều thuộc về lời của Chúa. Bởi vì như Ngài, lời của Ngài nói rằng, Ngài làm cho lời của Ngài được cao trọng, thậm chí cao trọng hơn cả danh tinh của Ngài. Nên chúng con có sự tôn cao lời của Ngài tại đây. Và chúng con sẽ dành thời gian cho lời của Chúa. Nguyện thánh linh của Chúa sức dầu trên lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời gian mà chúng con lắng nghe lời của Ngài trong tay của Ngài. Và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Mời chúng ta cùng nhau ngồi xuống chén. Ok, rất cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục Sư Huê đã cho phép tôi được chia sẻ lời Chúa tại buổi chiều tại đây cùng anh chị em. Tôi đã đi một chuyến đi rất dài rồi anh chị em. Thực sự tôi còn Tây Nguyên nữa là xong thôi. Thực ra bắt đầu tôi nhớ gia đình rồi anh chị em. Nhưng dẫu sao khi mà đi đến hội thánh nhìn thấy anh chị em, lòng tôi cũng được an ủi rất nhiều. Bởi vì chúng ta là dân của Chúa anh chị em ạ. Đó. Nên là nhiều khi nhìn thấy anh chị em thực sự tôi rất an ủi, rất là động viên và khích lệ. Tôi đi xuống Vũng Tàu có Quang đây, có anh Hùng đây. Tôi cũng rất cảm thấy rất an ủi. Đó. Tôi đến đây cùng với anh chị em. Tôi nhìn thấy Mục Sư Huê cùng anh chị em cũng được an ủi. Đó. Và ngày tới tôi xuống Bến Tre, ngày tới nữa tôi lên Tây Nguyên. Tôi nhìn thấy người tin Chúa cũng được an ủi anh chị em. Như nào? Có một điều khích lệ động viên khi chúng ta ở cùng nhau. Làm một điều gì cùng nhau. Và Chúa muốn chúng ta làm những điều như vậy anh chị em. Còn ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ anh chị em một đề tài. Đó là những cái dấu chỉ để bạn biết bạn gần Chúa hay xa Chúa. Bạn bao giờ mới tự hỏi là liệu mình gần Chúa hay xa Chúa chưa? Anh chị em không? Nó có những cái dấu chỉ, tôi nghĩ nó có những dấu chỉ khác nhau, qua đó mình nhận thấy rằng là thực sự mình ở gần hay ở xa. Và đối với anh chị em rất là cảnh chừng là chúng ta đi lâu trong Chúa, chúng ta là người lão thành, kiểu giống như là kiểu lão thành cách mạng đấy anh chị em. Ở lâu trong Chúa rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm trong Chúa rồi, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ ở gần Chúa nhất. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại, chúng ta kiểm chứng lại, ồ, hóa ra là mình là người ở xa Chúa nhất. Bởi vì chúng ta phải cho mình với lời của Chúa. Và có một lần kia tôi bất chợt tôi nghĩ tới cái bài giảng này, đề tài này. Tôi tin là Chúa đặt cho lòng của tôi đề tài này. Tất nhiên tôi đã từng chia sẻ rồi và ngày mai tôi chia sẻ lại cùng anh chị em. Đó là có một cái dấu chỉ nào đó chứ. Mình mà nhận ra chứ. Nhiều khi mình cứ nghĩ là sống lâu thì lên lão làng. Tôi tin Chúa lâu rồi, tôi là mục sư. Chắc mọi người hay nghĩ là mục sư chắc là ông ấy gần Chúa nhất. Còn mình là tín đồ mới tin Chúa được 2 tháng. Chắc mình ở cách xa nhà Chúa lắm. Không phải đâu anh chị, chưa chắc. Gần hay xa, chúng ta phải so mình với lời của Chúa. Cái cảm giác, cảm xúc chúng ta hôm nay thì nó vui vẻ, nhưng ngày mai thì nó lại rất là khác thường. Nên chúng ta không thể xây dựng cuộc đời mình trên cảm giác, cảm xúc. Tôi rất hiểu anh em là những người thích cầu nguyện. Tôi là người thích cầu nguyện. Đừng bao giờ xây dựng cuộc đời mình trên cảm giác, cảm xúc. Và đừng bao giờ xây dựng cuộc đời mình trên sự sức giàu. Đúng, tôi biết là sự sức giàu sẽ là hành động giúp đỡ của người Chúa. Nhưng phải xây dựng cuộc đời mình trên lời của Đức Chúa Trời. Nên cái việc chúng ta lắng nghe lời Chúa và chúng ta hiểu nó là cái gì. Bạn biết không? Sớm muộn tôi sẽ viết một bài viết mà Chúa dạy tôi. Đó là đường biên của sự sức giàu hay đường biên của quyền năng chính là lời Đức Chúa Trời. Và nhiều người họ muốn vượt quá lời Đức Chúa Trời. Nên dẫu gì, dẫu mọi cái chúng ta phải so mình với lời Chúa. Vậy làm thế nào mà chúng ta nhìn thấy, làm thế nào có những dấu chỉ nào mà chúng ta nhận thấy là bạn ở xa hay bạn ở gần? Và tôi hy vọng tôi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu anh chị em phát hiện ra mình rằng là mình ở quá xa, xin anh chị em hãy ăn năn nhé anh chị em nhé. Ăn năn không đi gì xấu cả, tôi cũng từng ăn năn. Cách đây có lẽ là khoảng độ một thời gian ấy, cách là chưa đến một tháng thôi, tôi đã phải hạ mình quỳ gối xuống và ăn năn với Chúa về những điều mà làm sai trật của chính mình. Tôi nghĩ là mình không thánh lắm đâu. Tôi lúc mình cũng rất là con người. Có lẽ thánh đây thì mỗi mục sư Hà thánh nhất. Tôi nói đùa thôi. Ok anh chị có kinh thánh cùng tôi giờ trong sách Mác đoạn 12. Câu kinh thánh. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ kích thích câu này. 12 câu 30. Tôi sẽ bắt đầu từ câu 29, nhưng mà câu 30 là tôi muốn nhấn mạnh nhiều nhất. Câu 29 nói như này, sách Mác đoạn 12, 29-30. Đức Chúa Giêsu đáp, đây là điều răn lớn nhất, hỡi Israel, hãy lắng nghe Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức,
mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn thứ hai, hãy yêu thương người khác như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này. Tôi đọc lại câu 30 nhé. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói với chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Bởi thực sự nếu mà bạn yêu Chúa thì chắc chắn bạn sẽ gần Chúa. Bạn thấy điều này không? Rõ ràng nó phải có cái dấu chỉ nào đó chứ. Nếu mà người yêu Chúa chắc chắn người đó hết sức, đúng không? Người đó chắc chắn hết linh hồn của mình, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy người đó hết gì? Đó, hết linh hồn của chúng ta, hết lòng của chúng ta. Bạn không thể nói là tôi yêu Chúa nhưng mà lại bỏ buổi nhóm được. Đấy là điều nói dối. Bạn không thể nói là tôi yêu Chúa mà ôi, thông cảm mục sư nhưng không thông cảm. Dạo này công việc làm khó khăn em phải tăng ca, làm thêm. Nên là cố gắng là thôi, nhưng em dự là dự thôi. Đợi là chúng là dự giúp được mục sư. Khi nào hoặc là mục sư phát lại đi. Khoảng là em hết giờ làm khoảng 11 giờ đêm thì tranh thủ lúc mà khi tắm giặt thì em để cái bài giảng mục sư ở trong phòng tắm để em vừa tắm vừa xem. Đó. Không thể nói chứ đi được. Cái người yêu Chúa nó có một điều gì nó khác lắm, nó phải có dấu chỉ nó đó chứ. À, anh chị em cơ, tôi không biết là ngày xưa là Dương tán Loan là Lan kiểu gì. Tôi biết là Loan đây rất là xinh đúng không? Chắc chắn là cậu này phải tìm đủ mọi cách đúng không? Đủ mọi mẹo khác nhau đúng không? Và chúng ta nhìn thấy biết ngay là mắt nó long lanh lên. Tôi là mục sư ở trong hội thánh anh chị em. Và tôi đôi lúc tôi nhìn thanh niên tôi biết là chúng nó đang yêu. Vì mắt chúng nó trở nên long lanh, rồi nó cứ chớp đúng không? Và nó rất nhiều quần áo mỏng thay luôn, xanh xanh đỏ đỏ tím tím. Thì biết ngay là có vấn đề ở đây. Bình thường ngày xưa thì một ngày hoặc là 2-3 ngày thay một bộ. Bây giờ một ngày thay 3 bộ. Và mắt nó cứ xanh xanh đỏ đỏ mà có cái điều gì đây? Tức là có cái dấu chỉ. Chúng ta nhìn thấy, chắc chắn có đứa nào nó đang ngỏ ở đây. Hoặc nào nó đang yêu ở đây. Nghĩa là có cái dấu chỉ mình nhận thấy đúng không? Rõ ràng cái điều này mình nhận thấy mà. Mình không thể nói là tôi yêu Chúa mà trong cái gọi là cuộc sống chúng ta không có dấu chỉ nào bày tỏ điều này. Vậy tôi đang cố gắng nói điều gì ở đây? Rõ ràng Kinh Thánh đang nói là nếu chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết sức lực thì có cái dấu chỉ. Vậy tôi đang cố gắng chia sẻ anh chị em về 3 dấu chỉ khác nhau. Để bạn có thể nhận ra ba trong 3 dấu chỉ này. Tất nhiên nó có những nhiều hơn 3 dấu chỉ, nhưng tôi nghĩ là căn bản 3 dấu chỉ thôi. Thông thường tôi giảng thì tôi chia sẻ được 1 2 3 thôi. Ít khi tôi chia sẻ đến 4 5 6, tất nhiên có những mục sư sẽ chia sẻ đến 7 điểm khác nhau. Nhưng tôi thì đó là cái thân vị của tôi. Đó là cái gọi là cái cá tính tôi. Tôi chỉ chia sẻ thông thường đến 3, cùng lắm đến 4 điểm là cùng. Đó. Nên tôi sẽ cố gắng chia sẻ em xem về 3 dấu chỉ khác nhau. Vậy dấu chỉ đầu tiên mà chúng ta nhận ra là chúng ta gần Chúa hay xa Chúa, đó là đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Sao nó đơn giản thế nhỉ? Nó thực sự đơn giản anh chị em. Nó đơn giản đến mức mà chúng ta không ngờ tới. Thực ra người nào mà yêu Chúa chắc chắn người đó sẽ đọc lời Đức Chúa Trời. Đọc lời Đức Chúa Trời. Bởi vì bạn không thể nói tôi yêu Chúa mà tôi chả biết tí gì về lời Chúa. Người ta hay nói. Chứ nói anh chị em nhá, thực sự là nếu anh chị em nghe tôi hoặc là anh em trên gọi là chân xem trực tiếp mà nghe tôi, mà người ta nói là sự phấn nưng mạnh nhất bây giờ đang ở vùng miền Bắc, đó là những người mà người đồng bào thiểu số, người Hơ Mông hay những người trên vùng núi. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì họ là người Thiên Chúa. Nhưng phần nào đó tôi cũng nhìn thấy có sự nguội lạnh ở trên đó. Bạn biết vì sao không? Vì tôi là những người mà người là mục sư đầu tiên mà tôi tiến trên vùng đó. Tôi là người đầu tiên ở trên đó. Thậm chí có người đàn bà đã khóc rồi. Họ cầu mà nó nói như này. Mục sư ơi, tao đã cầu nguyện đến 20 năm nay để tao nhìn thấy thằng mục sư. Bây giờ tao đã nhìn thấy thằng mục sư rồi. Và bà ấy khóc. Anh em văn hóa cho nên thời đó là như vậy nhá. Thằng mục sư thì đó rất bình thường. Và bà khóc thật sự bởi vì bà cầu nguyện là có một thằng mục sư nào lên đây để tao nhìn thấy thằng mục sư nó như thế nào. Và lúc đó tôi đã lên trên đó. Thực ra thời đó rất khó anh chị em. Lên đó nó có qua rất nhiều cái gọi là cái dạng kiểm soát khác nhau. Tất nhiên bây giờ thì dễ rồi. Bây giờ đường xá rất dễ. Tôi đâu phải gọi là phải trốn trong cái rừng rậm, rừng núi khác nhau. Và anh chị em biết điều gì không? Tôi cũng phát hiện ra một điều rằng là bạn biết không? Kinh Thánh của họ mới tinh. Nhưng là họ chẳng bao giờ đọc cả. Đúng là nó đã tin Chúa được sự cứu rỗi. Khởi đầu bạn bước đi, bạn yêu Chúa. Nhưng tiếp theo những năm tháng còn lại, bạn có yêu Chúa không? Đọc Kinh Thánh. Anh xem có thấy điều này không? Không hiểu là chị Huế, vợ một số Huế có làm điều này không? Thỉnh thoảng rất hồi trẻ hay làm điều này. Anh tại sao anh không yêu em? Anh có yêu em không à? Nghĩa là lúc nào cũng nói là anh phải yêu em. Như là yêu em lúc ban đầu dễ. Nhưng sau thời gian sống với nhau rồi. Thỉnh thoảng vợ một số Hà hỏi thế à? Thỉnh thoảng là anh chả có tỏ tình cảm để yêu em gì cả. Nghĩa là họ muốn cái tình yêu nó phải là bền chặt giống như thời đầu tiên. Đó điều như vậy. Vậy rõ ràng chúng ta yêu Chúa. Lúc đầu tiên chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầm Kinh Thánh, chúng ta cảm thấy rất trân trọng. Chúng ta đến nhà thờ, đến hội thánh thường xuyên nhóm lại, dâng hiến đều đặn. Chúng ta bắt đầu đi làm chứng mọi thứ. Nhưng sau thời gian, chúng ta bắt đầu đến nguội lạnh. Và một trong dấu hiệu sự nguội lạnh là chúng ta không đọc Kinh Thánh, không đọc lời của Đức Chúa Trời. Và một người không đọc lời Đức Chúa Trời làm sao người đó nói yêu Chúa được? Rõ ràng người đó không yêu Chúa. Và bạn thấy đó, nên nền tảng căn bản đầu tiên bạn nhìn thấy là một người yêu Chúa chắc chắn sẽ đọc lời Đức Chúa Trời và tìm hiểu ý muốn Đức Chúa Trời ở trong đó là cái gì để người đó làm theo. Bạn biết đó,
Hôm vừa rồi tôi đi ở Quảng Ninh dự hội nghị và được vợ chồng Loan Dương khao một bữa thực sự là rất rất hoành tráng chẳng. Một bữa ốc, nói chung là ốc này, chân gà, chim cút cuối cùng. Đó, anh em, văn hóa của chúng ta là chim cút cuối cùng trước khi ra khỏi cái quán đó là ăn món chim cút và thanh toán tiền. Đó. Mà anh rất hoành tráng, các bạn biết không? Nhưng khổ nỗi tôi nói đùa với anh em là họ nói là lâu lắm mới gặp mục sư, 20 năm rồi gọi là có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng họ chưa đãi cái món mà tôi chả bao giờ tôi ăn cả. Tất nhiên tôi nói vui thật, tôi cảm thấy rất là vui vẻ và phấn khích. Bởi vì tôi nhìn thấy anh em ở đó cùng nhau ăn uống, cùng nhau thông công, đó là niềm vui lớn nhất rồi. Nhưng ý tôi nói là thực sự nếu mà bạn yêu Chúa, bạn phải biết ý muốn Chúa là gì. Bạn biết yêu một người nào đó, bạn phải biết cái ý muốn người đó là cái gì. Là cái gì? Người đó thích cái gì? Đó là bạn phải tìm hiểu người đó thích cái gì. Và Đức Chúa Trời một cách mà Ngài thích hay không thích là ở trong Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không thể nói là tôi yêu Chúa mà tôi chả biết là Kinh Thánh là cái gì cả. Đó là điều phi lý. Rồi mấy cô nàng này xem, đến lúc nào đó anh nào ngỏ lời xem, các anh ấy sẽ tìm hiểu ra các cô nàng này thích cái gì, tìm kiếm ý muốn của mình thích cái gì, và các anh chàng sẽ tặng theo điều mình thích. Đó là điều như vậy, rất là hiển nhiên, rất là đương nhiên thôi. Vợ chồng giống hệt nhau như vậy đó, họ sẽ tìm hiểu nhau cái sở thích của mình, và họ sẽ tặng hoặc là làm cái điều gì mình thích. Đó, họ tìm cái ý muốn đó. Vậy rõ ràng ý muốn Đức Chúa Trời trong cái việc mà đó là Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, nếu mà tôi cho tôi xem Kinh Thánh của anh chàng thì tôi sẽ biết ngay là Kinh Thánh của anh chị em bạn yêu Chúa đến mức độ nào. Trong mấy anh em giải cứu, tôi nói hàm ý những người mà tái sinh ấy, những người mà gọi là người nghiện ma túy, họ có câu nói này. Tôi nghĩ câu nói này sẽ áp dụng chúng ta cũng rất là hay thôi. Kinh Thánh lành thì anh chị em không? Đời nát. Kinh Thánh nát thì đời lành. Bạn biết không? Kinh Thánh lành, Kinh Thánh còn nguyên bản, mới tinh tình tỉnh, bạn chưa bao giờ mua Kinh Thánh lần thứ hai. Tôi hôm nay lại quên Kinh Thánh, đây là lần thứ hai trên đời rồi. Lần thứ hai trong cái chuyến, trong 2 tháng gần đây rồi. Tôi nghĩ thằng nào tôi phải quên Kinh Thánh. Mục sư Joseph phải nhắc tôi là đấy, anh phải mang theo vợ đấy. Bởi vì cái tội mang theo vợ là quên Kinh Thánh, quên dép ở nhà chỗ thầy hữu, quên áo ở chỗ khác, luôn luôn quên một cái điều gì đó anh chị em. Ý tôi quay lại vấn đề nào, rõ ràng bạn nhìn thấy là Kinh Thánh bạn đọc ý, đọc nhiều ý, bạn sẽ hiểu ý muốn Chúa. Và thực ra bạn càng yêu Chúa bao nhiêu, đó, bạn càng càng trò chuyện với Kinh Thánh, bạn càng yêu Chúa bao nhiêu. Đó là đó. Trong cái dấu chỉ này, một dấu chỉ nữa bạn nhìn thấy sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là một cái gì nữa? Tương giao. Bạn không thể chỉ có một cái lý thuyết suông. Bạn phải có một cái điều gì mà nó tương giao một cái thực hữu. Chúa là đấng mà rất là thật, rất là gần gũi anh chị em ạ. Bạn thấy đó, một trong cái gọi là ADN của chúng ta đó là hội thánh thì hiện đại, nhưng sứ điệp thì cổ xưa. Bạn thấy đó. Nên thời ngày xưa Chúa Jesus cầu nguyện như nào chúng ta cũng cầu nguyện giống hệt như vậy. Vậy chúng ta phải phát huy một đời sống cầu nguyện. Bởi vì rõ ràng bạn gần Chúa, bạn sẽ cảm thấy sự gần gũi. Bạn sẽ cảm thấy sự gần gũi với chính Ngài. Bạn biết vì sao tôi nhớ gia đình không? Thì cả tôi có một con trai và ba con gái. Đó là có ba con đẻ thôi, một con nuôi. Và thực ra đi lâu quá tôi nhớ chúng nó. Không chỉ nhớ chúng nó, tôi nhớ cả vợ nữa chứ. Bởi vì thực ra rõ là sự gần gũi. Tôi nói thật anh em, tôi ngủ một số nơi thực ra ngủ không ngon đâu anh chị em. Bởi vì đã quen rồi. Đã quen cái gọi là cái tôi không hàm ý nói về gọi là tình dục mà. Quen cái hơi thở của vợ rồi. Quen cái làn da đó. Đã quen, mà đã quen. Nên thực ra ngủ rất ngon khi có vợ ngủ bên cạnh. Ở nhà cảm thấy rất là bình yên khi nhìn thấy các con. Đó. Bây giờ cứ đi suốt ngày. Tôi nói cho đời mình suốt ngày có lóc cóc đi hết nơi nọ nơi kia. Tôi nói đến bao giờ chấm dứt cái chuyện này. Tôi biết mình vẫn phải đi. Bởi vì cái sự giàu đó trên mình. Cái sự giàu để giải cứu chữa lành. Để mở thánh mình phải đi. Không có cách nào khác. Nhưng ý tôi nói là khi bạn quen thuộc với một ai đó. Thì bạn sẽ nhớ nhung cái người đó. Chuyện rất bình thường. Khi bạn cầu nguyện ý. Bạn nói bạn yêu Chúa. Tức là bạn ở gần Chúa. Bạn gần Chúa thì bạn sẽ cảm thấy cái sự hiện diện của Chúa. Những cái chuyện bạn khóc trong sự hiện diện Chúa là rất bình thường. Cái chuyện bạn xưng tội rất bình thường, bởi vì bạn biết Chúa một cách cá nhân. Bạn thấy đó. Nên bạn không thể nói là ôi tôi cầu nguyện chỉ 5 phút một ngày. Không. Một người mà gọi là gần Chúa, người sẽ cầu nguyện nhiều hơn và người sẽ giống Chúa. Cái chuyện bạn thức dậy buổi sáng sớm là bình thường. Bạn thấy thấy đó, Chúa Jesus thức dậy và gọi là tờ mờ sáng. Bạn biết tờ mờ sáng là mấy giờ không? Tờ mờ sáng là lúc mà trời chưa sáng. Nếu như mùa hè mà trời bắt đầu sáng 5 giờ thì tôi nghĩ tờ mờ sáng khoảng tầm 4:30. Đó là như vậy. Thì rõ ràng bạn phải dậy cái tầm đó. Bạn phải có thói quen đó. Bởi vì bạn nó rất tĩnh mịch và bạn bắt đầu cầu nguyện thưa chuyện với Chúa. Và khi bạn bắt cầu nguyện, bạn cảm thấy. Bạn đừng nói là không có sự cảm thấy nhỉ. Bạn cảm thấy cái sự hiện diện của Chúa đến. Và nhiều lần tôi đã cầu nguyện tôi cảm thấy cái sự hiện diện của Chúa đến. Đó, Ngài gần gũi. Cũng giống như cái bạn cảm thấy cái sự hiện diện của vợ hoặc của chồng của bạn. Đôi lúc thì người ta trở nên yêu thương bạn, nhưng đôi lúc người ta cũng trở nên giận dữ với bạn, người ta trở nên cách ly với bạn. Bạn cảm thấy đúng không? Bạn cảm thấy điều này thì Chúa có giống hệt như vậy. Nếu thực sự mà cái dấu chỉ mà bạn nói bạn gần Chúa
thì bạn xa Chúa, bạn không cầu nguyện, bạn cảm thấy rất là thiếu hụt một điều gì đó. Tôi cảm thấy thiếu hụt và tôi mong chờ đến ngày thứ tư tôi quay trở về. Thực sự là đến thứ tư tôi sẽ được quay trở về nhà rồi. Tôi mong chờ điều đó. Vì cứ giống hệt như vậy, cái sự hiện diện của Chúa, nếu như bạn gần Chúa thì bạn sẽ luôn luôn cầu nguyện, bị bận mong chờ cái sự hiện diện đó tràn ngập trên lòng các bạn. Ôi Chúa, Ngài là sự cứu rỗi của con, Ngài là đấng con yêu, Ngài là đấng con thờ phượng và con cầu nguyện. Nên cái chuyện bạn cầu nguyện là cực kỳ bình thường. Nên cái dấu chỉ đầu tiên mà tôi nói với anh chị em là đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, đó là điều cực kỳ bình thường. Và điều đó chứng tỏ rằng cái dấu chỉ đó chứng tỏ bạn đang gần Chúa. Bạn biết không? Mấy cái đôi mà giống như là gọi là ly dị lâu ngày quá, cuối cùng dẫn đến ly thân. Khởi đầu nó họ chỉ ly dị là ly thân. À, xin lỗi anh chị em, khởi đầu chỉ là ly thân thôi, sau đấy dẫn đến ly dị. Bởi vì không có vợ, sống lâu ngày, bảo nó quen rồi, quen quá rồi. Cái chuyện ly dị rất dễ. Nghĩa là người ta quen với cái cảm giác là không có sự hiện diện người vợ, người chồng nữa rồi, mà họ rất dễ ly dị. Chuyện đó. Và cứ tương tự như vậy, nếu bạn nói bạn gần Chúa, bạn xa Chúa lâu ngày quá rồi, thì bạn nghĩ là cầu nguyện hay không cầu nguyện cũng không quan trọng nữa. Bởi vì bạn đã quen cái bầu không khí là không có Đức Chúa Trời ở đó rồi. Và anh chị em biết không, Chúa là Đức Chúa Trời rất kỳ lạ nhé. Trong Ê-sai 45 có nói như là lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của sự ẩn mình. Tức là thực sự đối với một số người, nếu thực sự bạn không muốn gần Chúa thì bạn có cầu nguyện chăng nữa thì Ngài cũng ẩn mình. Nhưng thực sự bạn khao khát Chúa, bạn muốn ở gần Chúa thì Ngài sẽ bày tỏ cho chính Ngài cho chính chúng ta. Nên trong buổi nhóm đôi lúc bạn thấy người này được ngã xuống trong quyền năng, người được chữa lành, nhưng còn mình chả có cái gì cả, bởi vì bạn đâu có tìm kiếm Ngài. Rõ ràng trong một buổi nhóm cùng cánh tay người mục sư đặt lên, tại sao người này, chúng ta nghĩ Chúa tại sao Ngài thiên vị, không phải Ngài thiên vị, bởi vì bạn không tìm kiếm Ngài, bạn không muốn gần Chúa. Nên hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy trở thành những người gần Chúa, hãy trở thành những người cầu nguyện. Bạn biết không, khi cầu nguyện như vậy nó không còn những lời hay ý đẹp đâu, mà nó là sự cầu nguyện từ tấm lòng, từ trái tim của chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Nó rất là đơn giản và đơn sơ, mà nó mộc mạc từ lòng của chúng ta. Bạn thấy đó, không cầu nguyện con cầu nguyện kính lạy Đức Giê-hô-va, Ngài Đức Chúa Trời duy nhất đấng ấy trời mạnh mẽ, Cha Con và Thánh Linh. Tất nhiên cầu nguyện thì thứ tự cũng tốt thôi, nhưng mà đó là sự tự nhiên của bạn với Chúa, bởi vì bạn gần Chúa mà. Lạy Chúa, Ngài xin hãy đến gần con trong buổi sáng này. Lạy Chúa, xin hãy đầy tràn trong trái tim của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy tràn ngập con. Mình nghe bạn nói từ lòng của bạn. Bạn về nhà bạn gặp vợ và các con của bạn, bạn có dở đợi anh dở mấy bác. Thứ nhất, anh là người chồng, anh phải yêu vợ. Điều thứ hai, anh là người cha, anh phải yêu các con. Vậy điều thứ ba, các con phải xếp hàng để ba yêu từng đứa một. Bạn có làm thế đâu, bạn rất tự nhiên đúng không? Về nhà bạn chơi đùa với chúng nó, bạn yêu chúng nó, bạn gần chúng nó, đúng không? Đó là điều tự nhiên. Vậy sự cầu nguyện nó không phải cái gì máy móc anh chị, nó đều sự gần gũi giữa chúng ta với một thân vị, với một đấng cá nhân. Vậy nếu bạn có điều này thì chúc mừng bạn, bạn là người đang ở dấu chỉ gần Chúa. Còn nếu không, bạn chưa có điều này, xin anh chị em, chúng ta sẽ phục hồi đời sống thuộc linh của chúng ta. Bởi vì chúng ta muốn gần Chúa hơn, bởi vì chúng ta muốn ở trên thiên đàng, chúng ta không muốn ở dưới địa ngục. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh là chúng ta sẽ gần Chúa. Vậy tôi vẫn nhắc lại câu Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau xem, sách Mác đoạn 12 câu 30 đó. Tôi đọc lại anh chị em để trước khi sang luật điểm thứ hai. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời người. Điểm thứ hai mà tôi nói với anh chị em tại đây, đó là việc ăn năn xưng tội và hạ mình. Một con người cần Chúa thì một cái dấu hiệu con người đó mà chúng ta nhìn thấy, đó là ăn năn xưng tội và hạ mình. Tại sao nó ăn năn nhỉ? Bởi bạn biết không, vốn dĩ chúng ta không hoàn hảo. Chỉ duy nhất một đấng hoàn hảo, đó là Chúa Jesus Christ. Còn tất thảy chúng ta đều không hoàn hảo anh chị em ạ. Chúng ta đều là con người, chúng ta sẽ phạm lỗi với người này người kia, cho dù người đó là mục sư. Bạn thấy đấy, có một câu chuyện vui, câu chuyện đùa nói như này. Có một người anh em kia đi tìm một hội thánh rất hoàn hảo, tìm mãi đi đến hội thánh Gò Vấp không được, đi đến Bình Dương không được, cuối cùng đi đến một hội thánh của mục sư Hà rất hoàn hảo. Nhưng mục sư Hà lại cai cho một người khác đứng canh cửa trước cửa đó, đó là cho vợ mình đứng canh cửa. Vợ mục sư Hà là anh ấy vòng vào con cửa vào đây, bởi vì từ chồng của tôi là mục sư Hà rất hoàn hảo, tôi cũng hoàn hảo, các thành viên của chúng tôi cũng hoàn hảo, nhưng vì anh là người không hoàn hảo, anh bước vào đây sẽ phá vỡ sự hoàn hảo của chúng tôi. Và người đó tỉnh dậy, người đó hiểu ra rằng là cha có hội thánh là hoàn hảo cả, bởi vì chúng ta là con người mà anh chị em, nên vốn dĩ chúng ta sẽ có những sự bất đồng xung khắc. Anh chị em biết đâu, tôi là chức vụ mục sư, và anh chị em biết đây có một vài mục sư trong chức vụ mục sư thì chúng ta biết đấy, chúng ta phải giải quyết những cái sự khúc mắc xung đột cá nhân. Đôi lúc vợ chồng cãi nhau với vợ, vợ cãi nhau với chồng, đôi lúc người nọ với người kia có những sự khúc mắc xảy ra, bởi vì chúng ta là con người và chúng ta cần cái sự ăn năn và hạ mình. Bạn thấy đó, trên đời sống của chúng ta không hoàn hảo, chúng ta cần cái sự điều đó. Như tôi đã nói lúc ban đầu đấy,
cách đây thời gian có lẽ là hình như là 2-3 tuần gì đó. Lúc ấy tôi đang ở bên Thái Lan, tự dưng tôi nghe một cái tin người ta dựng chuyện cho tôi, trắng thành đen, đen thành trắng. Tôi tức đến không nước đó rồi, tức không chịu nổi nữa. Và ai đó nói với tôi là, đấy anh xem như này. Tôi nói cái thằng đấy, tôi quay sang người mục sư nói, tôi nói như này. Anh nói với em cái thằng đấy nhá, giá như anh không phải là mục sư bây giờ nhá, thì anh đến tận nhà cái thằng đấy, và không chỉ là mặt thằng đấy đâu, thằng đấy không còn một cái xương sườn nào trên người. Ý tôi nói đánh cho thằng đấy, nó cái xương sườn nó gãy hết xương xuống dưới. Tôi nói mà rất giận dữ. Người mục sư kêu, anh từ từ, bình tĩnh lại. Và lúc ấy tôi không nghĩ là mình mất kiểm soát bởi vì tức giận quá thái. Tất nhiên tôi cũng biết là cái chuyện mà Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta cái sự mà cái giận dữ thân điều bất công, nhưng sự giận dữ của Đức Chúa Trời có sự kiểm soát. Còn lúc đó tôi thì giận dữ không kiểm soát, mặc dù tôi không đánh người bao giờ, nhưng tôi đang thể hiện cái điều cảm xúc qua lời nói của tôi. Và khi tôi đang nói như vậy, tôi cảm thấy cái sự sức dầu nó giảm xuống. Tôi biết là bắt đầu nguy hiểm rồi. Bởi vì tôi luôn ý thức điều này. Khi sự sức dầu giảm xuống, tôi biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì mình hay đi cầu nguyện chữa lành với đuổi quỷ. Tôi luôn nói là mình phải canh chừng. Quỷ mà nó thấy mình thì chắc là nó luộc tái chín mình, hay là bỏ nhúng giấm gì nữa. Bởi vì ngày nào mình chọc đuổi quỷ, ngày nào mình chọc gậy bánh xe vướng quốc của chúng nó. Và bây giờ mình đã làm cái điều xấu xa, mình nói phát ngôn cái từ mà không đúng đắn đó. Và bạn biết không, về phòng tôi phải ăn năn trước Chúa. Tôi nói lạy Chúa xin tha thứ cho con. Thực sự con bực mình thấy điều đó thật. Nhưng con không được phát ngôn những ngôn từ như vậy. Thứ nhất con là người lãnh đạo, con là người giảng dạy lời Chúa cho hội chúng. Còn trên con có sự sức dầu của Chúa. Và điều đó không tương xứng với cái điều mà sức dầu Chúa ban cho con. Con ăn năn, con thực sự hạ mình chuyện này. Xin huyết của Chúa Jesus tẩy sạch con. Bạn biết không? Tôi tin là huyết Chúa Jesus tẩy sạch. Đó là gì anh xem. Nên ý tôi nói là con người của chúng ta cần có sự mà khi mà người gần Chúa thì đôi lúc Đức Chúa Trời sẽ soi sáng chúng ta về những cái điều mà tối tăm trong cuộc đời của chúng ta. Có một người anh em nói với tôi là mục sư ơi, em kiêng ngăn cầu nguyện đến 40 ngày rồi, em không nhìn thấy quyền năng. Tôi nói khởi đầu thông thường khi bạn kiêng ngăn 40 ngày, bạn ít thấy quyền năng lắm. Bởi vì đại đa số họ thích quyền năng. Ê ông rồi tay nó rung thế này, ngồi chân rung thế này. Họ kiêng ngăn 40 ngày như vậy. Nhưng mà thông thường khi kiêng ngăn đầu tiên ấy lại là sự làm sạch. Tôi nói nhắn với người anh em đó là thông thường đó là sự làm sạch. Em thấy tội lỗi dơ bẩn của mình. Khi tôi kiêng ngăn những ngày đầu tiên, bạn thấy không? Tôi không thấy quyền năng, mà tôi thấy tội lỗi dơ bẩn của tôi. Chúa cho tôi nhìn thấy tội lỗi dơ bẩn của tôi để tôi làm gì? Hạ mình và ăn năn. Anh xem thấy đó, Đức Chúa Trời là đấng rất kỳ lạ. Đức Chúa Trời đứng ở ngôi cao sang, nhưng Ngài ở với con người có tấm lòng ăn năn thống hối hạ mình. Trong người sai nói như vậy. Nên xem cái dấu chỉ thứ hai, bạn nhìn thấy đó là người đó có thái độ ăn năn. Đây là nền tảng căn bản của giáo lý của chúng ta. Anh chị em ơi, cái chuyện mà chúng ta ăn năn trước Chúa là bình thường, bởi vì chúng ta có những sự yếu đuối. Nếu có đời sống của bạn chưa bao giờ mà lâu lắm rồi bạn không ăn năn ấy, hoặc là bạn cực kỳ thánh, hoặc là bạn cực kỳ chai lì. Cực kỳ thánh đây thì cũng mỗi một xe hà thôi, đúng không? Nhưng cực kỳ chai lì rất nguy hiểm anh chị em. Tức là bạn không ở gần Chúa, bạn chả bao giờ ăn năn, bởi vì con người chúng ta vốn dĩ có sự yếu đuối mà anh chị em. Tôi nói anh xem, rất nhiều thứ Đức Chúa Trời chúng ta thay đổi chúng ta qua sự ăn năn. Qua sự ăn năn và qua sự ăn năn chúng ta được trở lên thánh anh chị em. Và cái sự hạ mình xuống, một điều nữa chúng ta nhìn thấy trong cái điều này, đó là cái sự hạ mình của chúng ta. Bạn thấy đó, bạn có hòa đồng với mọi người trong hội thánh không? Một trong dấu chỉ, tôi đang nói về sự ăn năn hạ mình đấy, cái sự hạ mình khiến chúng ta hòa đồng với nhiều người trong hội thánh. Bạn không nói đâu, tôi chả chơi với ai cả. Bạn không chơi với ai là bạn còn đang có vấn đề. Bởi vì rõ ràng hội thánh là vương quốc của Chúa, họ có đa dạng người khác nhau, nhưng nếu thực sự bạn gần Chúa, Chúa Jesus bạn biết không? Ngài tiếp với người nào không? Phường bị điếm trộm cắp. Tất nhiên Ngài không hòa đồng với tội lỗi của họ, nhưng Ngài thực sự là hạ mình để tiếp nhận những con người như vậy. Thì bạn là ai? Bạn có thể nói là tôi không tiếp nhận người này. Có một lần khi tôi lãnh đạo một hội thánh khác, ở đấy toàn những người văn nghệ sĩ. Bạn biết không? Văn nghệ sĩ khó dạy lắm anh chị, rất khó dạy dỗ họ. Bởi vì họ quen ở sân khấu là vỗ tay, cứ tiếng vỗ tay này. Mà hôm nào mà không có tiếng vỗ tay, họ nói là ngày xưa mà em ra sân khấu hát mà vỗ tay càng ít thì em càng khó hát. Thực ra anh xem, vỗ tay ít hay vỗ tay nhiều đấy liên quan gì? Bởi vì họ hát về tiếng vỗ tay, còn chúng ta hát bởi vì sự ngợi khen Chúa, là hai cái khác nhau, động cơ khác nhau. Nhưng khi mà họ vào trong hội thánh thì cái tôi họ rất là lớn anh chị em. Tôi nhớ lúc đó họ chơi nhạc, họ có nhiều dụng cụ hơn thế này rất nhiều, đàn óc, đàn guitar điện, trống, kèn, piano, đủ thứ. Và khi họ hát ngợi khen Chúa, tôi cảm nhức đầu. Bởi vì nhức đầu, họ hát rất chuẩn, không có sự hiện diện Đức Chúa Trời đó. Tôi nói đến bao giờ thì ca đoàn sẽ kết thúc để mình chia sẻ lời Chúa đây. Tôi luôn luôn chờ đợi là khi ca đoàn kết thúc mà thôi. Và tối khi mà ca đoàn kết thúc, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Còn chúng ta khi ca đoàn hát, chúng ta muốn hát cùng ca đoàn, bởi vì đó là sự hiện diện của Chúa. Mặc dù chúng ta thiếu nhạc cụ. Và tôi kể anh xem. Và đó có một cậu người anh em khác nữa đến hội thánh.
họ muốn là họ nhắn tôi là mục sư, em muốn đến nhóm của mục sư, lúc đó tôi đang lãnh đạo cái hội thánh đó, và cái chủ nhà cũng chính là dân văn nghệ sĩ đó, nói không mục sư, em quyết định đóng cửa không cho thằng ấy vào. Tôi tại sao không cho người đấy vào? Vì cái thằng đấy không thích, em không thích. Tôi nói mình là ai, mình cản trở người ta. Đúng là con người có những cái sự mà không hoàn hảo, nhưng mà người ta đến với Chúa, đến với hội thánh, nếu mà họ không gây xáo trộn cho hội thánh, họ cũng làm gì sai trái lương tâm, thì tất nhiên con người nào cũng có yếu điểm của họ, mình mở cửa chứ. Không, không, em đóng cửa, không cho thằng vào. Và mấy bên tôi không làm gì được, bởi vì nhà của họ, họ đã đóng cửa. Thực ra họ không hòa mình với dân của Chúa. Hỡi anh chị em, thực sự nếu mà bạn nói là bạn gần Chúa, chắc chắn bạn sẽ ăn năn hạ mình, và bạn trong cái sự hạ mình, bạn sẽ hòa mình với dân của Chúa. Bạn mới chơi với nhiều người khác nhau. Tôi xin lỗi anh chị em nhé, nếu thực sự anh tôi nói điều này, đó là con người cũ thôi. Nhưng mà động chạm anh chị em bỏ qua đi. Bố tôi là người Hà Nội gốc, và tôi sinh ra cũng là người Hà Nội anh chị em. Và anh chị em, dân Hà Nội ngày xưa họ kiêu kỳ lắm anh chị em. Rất kiêu kỳ, không chơi dân khác. Và đôi lúc họ cũng một số câu vẻ đúng một số dân khác. Và bố tôi nói là cái dân này con đừng có chơi, dân kia con đừng có chơi. Và lúc từ nhỏ tôi đã bị nhiễm tư tưởng đó. Thậm chí có một số người ở gần gọi là xung quanh cái vùng Hà Nội tôi đấy đó. Thậm chí có một câu vẻ là chưa đầy hai sọt, chưa về quê hương. Tất nhiên là đến người lớn tuổi mới hiểu câu vẻ này thôi. Thanh niên bây giờ thì không hiểu câu vẻ đó. Đó. Và tôi nhất định không chơi với cho dân đó. Nhưng khi tôi tin Chúa, tôi hiểu ra rằng họ là dân của Đức Chúa Trời. Dù Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay là miền núi, miền xuôi, thì họ là dân Đức Chúa Trời. Mình là ai mà cách ly họ? Thì rõ ràng nếu mà bạn nói bạn gần Chúa, thì bạn Chúa ở gần những con người này, Chúa yêu thương người này, thì bạn là ai mà cách ly họ? Và tôi phát hiện trong hội thánh có một số người, họ cứ ở một mình, không, em không thích chơi người này, không thích chơi người kia. Tất nhiên bạn có thể một nhóm người nào đó bạn thích chơi, nhưng rõ ràng bạn phải hòa đồng với nhiều người trong hội thánh. Và tôi học cách này, tôi nói từ mình nay trở đi là không có chuyện dân Hà Nội, ở đây chỉ có dân Đức Chúa Trời mà thôi. Nên cái sự hòa mình là cái dấu chỉ mà chúng ta hòa mình trong hội thánh, đó là dấu chỉ bạn ở gần Chúa. Amen anh chị em. Nên đấy là cái dấu chỉ thứ hai mà tôi nói với anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh, hãy hòa mình vào trong dân của Chúa. Tôi đọc lại đoạn kinh thánh trong sách Mác đoạn 12 câu 30. Để khi tôi sẽ đi đến dấu chỉ thứ ba. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời người. Vậy cái dấu chỉ thứ ba mà chúng ta nhìn thấy, đó là sự dâng hiến và thương xót. Bạn không thể nói là tôi yêu Chúa mà lợi Chúa mọi thứ thuộc về Ngài, nhưng riêng cái ví thuộc về con. Chúng ta không thể nói chứ được anh chị em. Nói thế có cái gì rất là trái ngang cho cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta yêu Chúa là tất cả cuộc sống chúng ta nó cũng thuộc về Chúa. Bạn biết đó, khi bạn lấy vợ đấy, tất cả tài sản của bạn, tất cả mọi thứ của bạn thuộc về bà vợ rồi. Tất cả mọi thứ. Khi tôi thời tuổi trẻ, khi tôi bắt đầu yêu vợ của tôi, chuẩn bị ngỏ lời lấy vợ của tôi, thực ra tuổi trẻ tôi tích góp rất nhiều tiền anh chị, bởi tôi có tiêu xài gì đâu, ngoài việc dâng hiến cho hội thánh, ngoài dâng một phần mười ra thì tôi không tiêu xài gì cả, không có, vì lúc đó tôi đã trở thành tin người tin Chúa rồi, không hút thuốc, không bia rượu cả, tôi tích góp rất là nhiều tiền và tôi mua tặng cho vợ tôi rất nhiều thứ, nào là vẫn nhẫn kim cương, nào là đồng hồ, nào là dây chuyền, nào là túi sách, toàn đồ hàng hiệu rất đắt, và tôi nói là đời anh sạch đành banh thì chẳng có gì nữa, tất cả mọi thứ của tôi đã thuộc về vợ của tôi hết, đó là điều như vậy, và vợ của tôi đánh mất không đánh mất đấy đó quyền của vợ của tôi. Đó. Và tôi nói với anh em, khi bạn nói bạn yêu Chúa, chắc chắn bạn sẽ dâng hiến. Không một người nào nói tôi yêu Chúa mà lại không dâng hiến. Rất là kỳ lạ. Giống như là lạy Chúa mọi thứ thuộc về Ngài, nhưng mà riêng ví thuộc về con là điều đó rất là, nó không điều gì không đúng đắn. Đó. Nên tại sao có những người mà họ đi theo Chúa, họ có giữ lại một phần tài sản của họ, họ giữ lại một điều gì đó riêng của họ liên quan đến tiền ấy. Bạn biết không? Nhìn người ta dâng hiến tiền, bạn biết người ta yêu Chúa đến mức độ nào. Hãy có một sư gái khôn ngoan trong chuyện này. Tôi nhìn vào cái sự dâng hiến, mà tôi nhìn vào một số người nói, một số bọn em là người mà hết lòng cho công việc Chúa. Ok, hết lòng công việc Chúa, mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự dâng hiến của họ. Vấn đề không phải tiền nhiều, tiền ít nữa, nhưng ít nhất họ là người có lòng trong sự dâng hiến. Đó là điều như vậy. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, nên anh em, chúng ta không chỉ yêu Chúa qua môi miệng, chúng ta yêu Chúa ngay cả các tài sản chúng ta được dâng lên cho Chúa nữa, tất cả các khả năng chúng ta dâng lên cho Chúa nữa. Người ta rất dễ nói khi người ta không có gì. Bạn biết không? Khi mà lúc chúng ta mới bắt đầu bước đi với Chúa, yêu Chúa, khi bạn nghèo không có gì, bạn rất dễ nói yêu Chúa, cực kỳ dễ nói. Tôi nói với một số người sinh viên trường Kinh Thánh mà còn trẻ chưa có gia đình, thực ra tôi nói các em rất dễ nói là yêu Chúa, bởi vì các em có cái gì đâu, tiền không có, bây giờ đi việc công xin công ăn việc làm chưa có, mọi thứ không có, thứ có duy nhất là một chiếc xe máy quèn, mà cái chiếc xe máy đó cũng không phải do mình mà do bố mẹ cho, vậy bạn có gì để mất, bạn chẳng mất cái gì cả.
Tức là bạn được lợi rất nhiều từ nơi Chúa. Chúa đụng chạm, Chúa thay đổi, Chúa biến đổi. Nhưng năm tháng trở đi, chúng ta trở nên đại gia. Và khi chúng ta có nhiều tài sản hơn, bạn biết không? Chúng ta nói yêu Chúa một phần, nhưng tài sản chúng ta đặt sang một bên. Thực ra lòng yêu Chúa chỉ đến nguội lạnh. Nhiều khi nó bởi vì cái gọi là cái tài sản của chúng ta. Bạn thấy đó. Bởi vì lúc các bạn không có gì, con người dễ tìm kiếm, bởi vì họ biết rằng khi tìm kiếm Chúa sẽ ban phước tất cả tài sản. Nhưng mà khi bạn đạt đến cái mức độ là bạn có tài sản rồi, nhiều khi cái sự thỏa mãn về tài sản nó chiếm ngập lòng các bạn. Và nó đứng vào cái chỗ mà tình yêu Đức Chúa Trời. Và nhiều khi con người ta nói là con thì yêu Chúa một chút thôi. Đây là điều mà nhiều khi có người đầu trở nên rốt bởi liên quan đến tài sản. Thưa anh chị em, yêu dấu là những người mà bạn thực sự có nhiều tài sản. Bạn phải cẩn trọng điều này. Bởi vì một ngày nào đó tôi tin rằng Chúa sẽ hỏi chúng ta về cái trách nhiệm, tại sao Chúa ban chúng ta nhiều tài sản như vậy để làm gì? Để làm gì? Trong khi hội thánh thì rất nghèo. Tôi kể anh chị em câu chuyện này nhé. Để cảnh tỉnh, nếu thực sự bạn ước mơ trở thành doanh nhân, bạn đừng nghĩ đến người doanh nhân họ sung sướng. Vì mình một người doanh nhân sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều câu trả lời hơn. Có một ngày kia thì mục sư Nhượng nói với tôi là mục sư Anh phải đi đến cầu nguyện cho một người chị em đã lớn tuổi, bị bà bị cái khối u trẻ nghiền não. Tôi vâng lời, tôi đi đến cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện tại nhà mà tôi đi đến đó, tôi định đặt tay cho người đó, tôi có cái cảm nhận bên trong là đừng cầu nguyện cho người này chữa lành, đừng cầu nguyện để sự chữa lành đến cho người này. Tôi nói làm ý muốn Chúa thì muốn chữa lành cho người ta. Mục sư trưởng thì nói với chúng ta là phải đi đến cầu nguyện, đặt tay cho người này để người này chữa lành, bởi người này khao khát chuyện này. Mà trong lòng tôi thì có một cái sự thúc giục, tôi không biết là từ thánh linh hay từ ma quỷ đây, nhưng mà rõ ràng nó có thúc giục trong lòng là đừng đặt tay cho người này. Người này đã lớn tuổi rồi mà người này bị khối u nó chèn trên não, trên cái dây thần kinh đó, thì rõ ràng chúng ta phải cầu nguyện cho người này chứ. Và tôi quyết định vâng theo trong lòng, tôi tin là thánh linh thúc giục lòng tôi. Tôi gọi là cầu nguyện qua thôi, có lấy lệ thì gọi là cầu nguyện theo hợp pháp thôi, thì cầu nguyện theo kiểu báo cáo đấy. Nếu mà mục sư hỏi là cầu nguyện chưa thì tôi phải nói là cầu nguyện rồi. Nhưng thực ra cầu nguyện tôi không có cầu nguyện theo kiểu là để chữa lành hoàn toàn. Thì có người tôi mặc kệ thích thế nào thì đặt tay lấy lại thôi, kiểu dạng như vậy. Anh em hiểu cái điều mà tôi đang làm ở đó. Bạn biết không, lúc sau khi cuộc trò chuyện tôi mới hiểu ra vấn đề. Nhà người đó rất giàu có, nhà người đó ở gọi là penthouse, là mua mấy cái căn khác nhau để thông lên làm cái tầng trên cùng, rất nhiều cây xanh và làm bằng cửa kính chịu lực rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Người đó rất nhiều tiền. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra là hội thánh ấy thì là rất nghèo. Người đó không dâng bất cứ đồng nào cho hội thánh. Bây giờ tôi hiểu tại sao Chúa đặt người đó trong hội thánh để làm gì? Chúa ban phước cho người đó để làm gì? Để người đó sống cho bản thân. Người đó không yêu Chúa. Và Đức Chúa Trời sẽ nhấc người đó về. Và thực sự người đó đã về với Chúa. Tôi không biết là người đó ở trên kia hay ở dưới này. Tôi không biết. Tôi không đoán định được chuyện đó. Nhưng rõ ràng nhiều khi tiền là có sự cản trở là cho chúng ta không yêu Chúa. Cái dấu chỉ chúng ta không yêu Chúa. Nên bạn đừng vội nhìn thấy một số người doanh nhân. Họ đừng vội ước ao trở thành những người đi xe Mercedes hay là một cái điều gì đó có thu nhập cao. Họ cũng phải trả lời trước Chúa, bởi họ cũng phải tranh chiến rất nhiều bởi vì khối tài sản của họ. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi. Nên chúng ta cũng nhìn thấy đời sống chúng ta. Khi chúng ta đi với Chúa lâu như vậy, thì bạn có phải là người dâng hiến cho Chúa không? Thực ra khi mà người yêu Chúa, họ sẽ dâng hiến cho Chúa. Họ sẽ dâng hiến cho Chúa. Nên trong dấu chỉ thứ ba này, tôi cũng chỉ dạy anh chị em một điều nữa. Đó là bạn cần phải có sự thương xót nữa anh chị em. Bạn trở nên giống như Chúa là bạn thương xót người ta. Bạn không thể sống cho bản thân mình mà bạn phải nghĩ tới những người khác trong hội thánh nữa. Ngay bây giờ khi tôi đang giảng mấy ngày hôm nay, bạn biết không, Đức Chúa Trời kỳ lạ lắm. Đức Chúa Trời không bao giờ nói với chúng ta, này này con, ta nói với con phải dâng từng này tiền cho người nọ người kia. Bạn sẽ không bao giờ nghe tiếng nói đó. Và phần đa bạn biết về một thông tin một người nào đó trong hoàn cảnh rất khó khăn, và hình ảnh người đó cứ đặt trong lòng bạn hết ngày nọ sang ngày kia. Bạn biết bạn cần phải làm điều gì với hoàn cảnh này. Bạn thấy không, nhiều khi Đức Chúa Trời hành động rất kỳ lạ, đơn giản ngài đặt điều đó trong lòng bạn mà thôi. Ngài không cần phải phán, không phải nói về gì, vì bạn có trí khôn, bạn hiểu được cái ý muốn của Chúa. Tôi kể anh xem như này. Một ngày kia chúng tôi tổ chức một buổi truyền giảng, buổi lễ Giáng sinh. Và buổi lễ Giáng sinh rất là sang trọng tại trung tâm hội nghị quốc gia. Và trong trung tâm hội nghị quốc gia thì tôi là người ký cái gọi là cái lễ đó. Và tôi ký là công ty lời sự sống. Thì họ bảo là công ty anh lời sự sống, thì họ là công ty cây xanh gì. Tôi không nói là công ty cây xanh, nhưng mà tự cái bên kia họ nói là tôi là công ty cây xanh. Ok, công ty cây xanh chúng tôi ký cho anh lời sự sống, tức là công ty cây xanh. Tức là tôi chưa kịp giải thích thì họ giải thích trước là công ty cây xanh. Thế là họ ký cho chúng tôi vào cái gọi là thuê trung tâm hội nghị quốc gia là như vậy. Tôi là người ký, nó là như vậy. Tôi nên tôi biết cái vụ đấy rất rõ ràng đó. Và họ nghĩ là công ty cây xanh này thì rất nhiều người sang trọng. Thì hôm đó chúng tôi cũng dặn là anh em ăn mặc phải sang trọng vào nhá, để tương ứng cái buổi lễ Giáng sinh ở hôm đó, chứ đừng có ai ăn mặc giống như là nó quá là thấp, nói chung là nó sẽ phản cảm lắm. Bởi vì có không chỉ có chúng ta là người đứng canh, mà có bên người của nhà nước là có bảo vệ, mà có cả bên gọi là bên công an chính quyền cầm súng đứng, bởi vì nó liên quan đến gọi là cái nơi nhạy cảm như vậy.
tôi dặn chúng tôi đã dặn tất cả mọi người như vậy rồi. Nên tự dưng hôm đó tôi đang quản lý và trong cái buổi nhóm đó thì bất chợt bên quản lý gọi tôi ra, đây có phải người của anh không? Họ kéo ra một người đàn ông. Tôi dặn anh người anh em đi thế rồi mà đi đến buổi nhóm vào một cái ngày lễ Giáng sinh, ông ấy đi dép than tổ ong, mà cái than tổ ong nó bị dép nó bị gọi là rách làm đôi. Ông lấy cái dây lạt anh chị, dây lạt buộc lại làm đôi. Thế thì nhân viên bảo vệ nhất định không cho người này vào, bởi vì nó là làm gì công ty cái xanh mà lại có cái người dạng người như này đi vào trong buổi nhóm. Tôi bảo không, đây là người của tôi, đây người tôi. Họ rất là ngạc nhiên, người của anh toàn ăn mặc vét lịch sự mà cũng riêng người này thì ăn mặc như vậy, và người đó được vào trong buổi nhóm. Và tôi biết là người này thực ra là không có giày gì đi. Một ngày kia tôi đang đi giảng, tôi có hai đôi giày. Và lúc đó, và khi tôi đi giảng tôi phải đi qua một cái con đò, nghĩa là tôi đi qua ngang con đò. Thì bình thường thôi, thì đơn giản tôi đứng trên sông, trên con đò đó để người ta chở qua sông. Thì đang đứng tôi cảm thấy bên trong lòng một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong lòng của tôi. Hình ảnh đó là người anh em đó đi đôi dép mà than tổ ăn mà rách nằm đôi và có cái buộc cái dây lạt ở bên trong ấy, cứ buộc đi buộc lại như vậy. Cái hình cứ lặp đi lặp lại trong lòng của tôi. Tôi nói lạy Chúa, con biết là con cần phải làm điều gì rồi. Anh chị biết không? Lúc đó bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì. Bạn có hai đôi giày. Mà cái hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong lòng của chúng ta là cái người này thì không có giày. Tôi nói lạy Chúa, sau buổi nhóm này con sẽ mang đôi giày để cho người anh em con. Đó là sự thương xót. Bạn thấy đó, có những người khác nhau chúng ta trong lòng của bạn, bạn phải làm điều này, bạn trở nên giống như Chúa. Đây là một dấu chỉ. Bạn nói là bạn nói không, tiền của tôi sống. Đó đúng, có thể được, nhưng bạn sẽ không gần Chúa. Một dấu chỉ không cần Chúa. Một người anh em là một người doanh nhân, tất nhiên họ nói điều này cũng đúng thôi. Họ nói là chúng tôi là người doanh nhân ấy, tôi không muốn trong hội thánh nhìn chúng tôi như cây ATM. Đúng, chúng ta đừng nhìn những người doanh nhân như cây ATM. Bạn mà nhìn người doanh nhân như ATM, bạn sẽ cảm thấy xúc phạm họ. Hãy nhìn họ như những người phục vụ Chúa. Tôi không bao giờ nhìn người doanh nhân như là cái người mà cây gọi là cái thẻ rút tiền trong hội thánh. Không bao giờ. Tôi để Đức Chúa Trời hành động trong lòng của họ. Nhưng mà tôi nhìn họ giống như một cái linh hồn, giống biết bao nhiêu người khác. Nhưng người doanh nhân nó nói với chúng tôi như này: ở trong hội thánh á, chúng tôi không muốn có vay mượn gì cả. Không cho ai vay chúng mượn, ai hỏi đều không, ai hỏi không. Tôi nói một mặt nào nó cũng tương đối đúng, nhưng một mặt nào nó sẽ sai. Lòng thương xót không có. Có những hoàn cảnh người ta đến với bạn, bạn rất khó trả lời không, bởi vì bạn có một điều gì đó. Tất nhiên có hoàn cảnh đến họ đến với bạn, họ đang lợi dụng bạn thì bạn phải nói không, bởi vì họ đang lợi dụng. Nhưng có hoàn cảnh thực sự họ không cần đến với bạn, bạn nhìn thấy trong hội thánh, bạn phải làm gì? Bạn nói lạy Chúa, con có cái điều mà người kia không có, con có vật chất, con có cái sự giúp đỡ mà người kia không thể có được. Bạn phải thương xót họ giống như Chúa Jesus đã thương xót. Vậy cái dấu chỉ cuối cùng bạn nhìn thấy sự dâng hiến và sự thương xót có trong cuộc đời của bạn không? Bạn biết không, nhiều khi chúng ta chai cứng cho tấm lòng của chúng ta. Bạn đừng nghĩ là Đức Chúa Trời chỉ hành động trên những người trong hội thánh, Đức Chúa Trời có thể hành động cả những người ngoại bên xung quanh chúng ta nữa. Tôi nhớ có lần mà Đức Chúa Trời đã hành động trên cuộc sống của tôi. Nhà hàng xóm tôi có một dân người ngoại chứ mà. Và bây giờ cậu chồng thì chồng thẳng đi làm, nhưng thỉnh thoảng thì không đi làm. Và lúc nào hết tiền thì họ tổ chức đánh bạc. Bạn biết không? Đánh bạc thì có một cái trò là cắt hồ. Anh em quá khứ ở đây anh em biết cắt hồ là gì không? Anh em biết cắt hồ là gì không? Chắc là Loan biết cắt hồ là gì không? Đúng không? À, khi mà đã đặt xuống một cái khoản tiền rất lớn, họ chủ hội chủ nhà kêu cắt hồ, tức là tất cả mọi số tiền nó thuộc về chủ nhà hết đó, và họ chi trả cái khoản tiền đó trong gia đình liên quan cắt hồ. Nhưng anh chị biết là tiền đánh bạc thì nó giống như tiền gọi là chơi lô đề đấy. Nó như vậy, nó không sớm thì muộn, nó hôm nay nó nhiều ngày mai thì ngày kia nó hết ngay, mà nó không bền, tiền nó không bền. Và đến một ngày kia anh chị em, họ không có gọi là cái ấm đun nước phòng của đông. Đến một ngày kia họ không có chăn. Đến một ngày kia họ không có cái lò sưởi ấm. Mà anh biết không, thì tôi đang cầu nguyện cái hình ảnh của cái người hàng xóm cứ đặt trong lòng của tôi. Tôi nói lạy Chúa, bây giờ mà con nói chuyện này với vợ con, chắc chắn vợ con phản đối. Vợ con nói là sẽ nói là nếu mà dân thì dân người trong hội thánh thôi chứ, nhưng tại sao là người ngoại? Bạn biết không, đôi lúc Đức Chúa Trời cũng chỉ cho phép chúng ta dâng cho cả người ngoại nữa, bởi vì không phải là để chúng ta gặt bao nhiêu, mà Đức Chúa Trời làm cho lòng các bạn trở nên giống như Chúa thương xót. Tôi không thể ăn ngon ngủ yên được nếu chừng nào tôi không dâng cho người đó những cái đồ vật cần dụng như vậy. Tôi nói lạy Chúa, họ là dân đánh bạc. Nhưng vấn đề không phải là dân đánh bạc, không dân đánh bạc nữa. Vấn đề là lòng của chúng ta có trở nên giống như Chúa không? Hay chúng ta trở nên cứng nhắc, chúng ta trở nên quá vật chất? Không, chúng ta trở nên giống như Chúa. Chúa dùng những hoàn cảnh đó sửa đổi tấm lòng của chúng ta. Bạn thấy đó, sự thương xót cần phải có. Thương xót nó đánh động vào lòng chúng ta. Và trước khi kết thúc, tôi kể là một câu chuyện. Tôi đã huấn luyện một người mà cũng là doanh nhân trong hội thánh. Tôi nói là em, có những con người khác nhau trong hội thánh, em nên để ý những con người nghèo khó và em bắt đầu dâng hiến cho họ. Không phải vì em dâng hiến cho họ mà em sẽ gặt lại được nhiều hơn. Vấn đề không phải như vậy, mà em hãy cho phép Đức Chúa Trời làm cho lòng em trở nên thương xót. Chúa phải huấn luyện lòng của em. Chứ một ngày kia mà em nhiều tiền, lòng của em trở nên chai cứng thì cực kỳ nguy hiểm.
lúc đó nguy hiểm lắm. Nên tại sao Kinh Thánh nói rất nhiều về những người giàu đó, ban phát của cải, bởi vì tiền bạc nó làm cho cản trở tấm lòng của chúng ta. Khi mà bạn không có, bạn dễ thương xót với người khác lắm, bạn dễ cho người ta một cái điều gì đó, nhưng khi bạn có nhiều thứ hơn rồi, bạn lại trở nên không cho người ta, bạn trở nên không thương xót, bạn trở nên cứ rất lý thuyết, bạn trở nên rất gần lý trí, không, bởi vì nó không chịu làm, bởi vì nó làm điều nọ làm thì cứ nó mất tất cả mọi thứ, tội gì tôi phải lo cho người ta. Không, có những thứ bạn phải cần học cách tấm lòng thương xót. Nên điểm cuối cùng tôi nói anh em, sự dâng hiến và sự thương xót nó phải đi đôi với chúng ta trên cuộc đời chúng ta. Nên ngày hôm nay có ba điểm tôi muốn chia sẻ với anh em, ba dấu chỉ bạn nhìn thấy là bạn ở gần Chúa hay bạn xa Chúa. Tất nhiên bạn có thể phát triển bài giảng này nhiều hơn chỉ là ba dấu chỉ, nhưng tôi đang nói về ba dấu chỉ đó. Thứ nhất, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, nếu bạn gần Chúa chắc chắn bạn sẽ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Thứ hai, bạn nhìn thấy cái dấu chỉ thứ hai đó là việc bạn xưng tội, ăn năn và hạ mình, hòa mình trong hội thánh. Cái chuyện bạn hòa mình với cái dân của Chúa là cực kỳ bình thường. Bạn có nhiều người bạn khác nhau trong hội thánh. Có thể người bạn ở Nghệ An, người bạn Thái Bình, người bạn ở nơi nọ nơi kia, có thể là người bạn trên vùng dân tộc thì sao? Mọi thứ đều có thể được. Bạn hạ mình và bạn hòa mình trong hội thánh. Điểm thứ ba đó là bạn là người dâng hiến và thương xót. Và tôi muốn nhắc anh em hãy giữ trái tim chúng ta trở nên giống như Chúa, thương xót, thương xót và thương xót, để trái tim chúng ta dễ bị lay động, để Đức Chúa Trời dễ nói với chúng ta. Đã lâu rồi mà Chúa không nói chúng bạn vì bạn giúp một ai đó, thì chúng ta phải cảnh tỉnh trong điều này. Bởi vì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có những người nghèo, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có một người đó thiếu thốn và chúng ta cần giúp đỡ với họ. Đó là sự thương xót. Hỡi cho em yêu dấu của tôi, tôi cầu nguyện để xin cái điều này động chạm trong lòng của anh chị em. Chúng ta là dân thành phố nhiều khi rất lý trí, bỏ qua cái trái tim sự thương xót. Nên bây giờ mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy anh chị em. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho chính trái tim chúng ta. Chúng ta ước ao chúng ta gần Chúa. Chúng ta gần Chúa để chúng ta có thể tiếp nhận được nhiều người khác nhau trong hội thánh. Dù người đó là ai đi chăng nữa, nếu mà Chúa tiếp nhận họ thì chúng ta cũng phải tiếp nhận họ. Nếu họ là người đồng tính mà đến với hội thánh, đến với Chúa, họ được thay đổi, chúng ta cũng tiếp nhận họ. Nếu là người HIV mà đến với hội thánh, với Chúa, chúng ta cũng tiếp nhận họ. Nếu là những người mà gọi là tần cùng của xã hội, nhưng họ đến với Chúa, chúng ta cũng tiếp nhận họ. Hỡi anh chị em yêu dấu, hãy cầu nguyện cho điều này. Nếu có điều gì mà sai chật chúng ta, xin chúng ta ăn năn trước Chúa. Chúng ta cần phải có sự ăn năn trước Chúa. Hallelujah, 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 và rây cái phai cái sự. Đức Chúa Trời của chúng con, chúng cầu nguyện. Chúng cầu nguyện để lòng của chúng con gần Ngài. Say bắt rây cái phai cái sự. Hallelujah, say bắt rây cái phai đó. Đức Chúa Trời của chúng con, chúng cầu nguyện để chúng con gần Chúa với cái say bắt rây cái phai. Chúng cầu nguyện sự thương xót của Ngài ở trên đời sống của chúng con, để chúng con biết thương xót những con người khác nhau, những anh chị em chúng con trong hội thánh, những con người bên ngoài xã hội kia, để chúng con mang tin lành, mang phúc âm của Ngài trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng con, nếu đã lâu mà trái tim của chúng con chưa có điều này, chúng con nhìn nhận rằng chúng con có sự sai chật từ chúng con. Nếu đã lâu mà chúng con chưa bắt đầu giúp đỡ một ai đó, những người thiếu thốn trong hội thánh, những người thiếu thốn ngoài xã hội kia, chúng con không giống như Ngài. Anh chị em hãy kiểm chứng lại lòng của mình. Tôi muốn giảng thật với anh chị em, thực sự đã lâu rồi bạn chưa giúp đỡ một người nào đó thiếu thốn trong hội thánh. Bạn cần phải ăn năn. Bạn đừng nói bạn không có gì. Tất cả chúng ta đều có một điều gì đó để giúp đỡ một ai đó. Nếu đã lâu bạn chưa làm điều này, rõ ràng sai trật từ phía chúng ta, chứ không phải phía Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài không nói với chúng ta? Bởi vì lòng chúng ta quá chai cứng trong điều này. Hãy nói với Chúa là Chúa, con ăn năn, xin phán với con, xin đặt những con người trong hoàn cảnh khó khăn vào cuộc đời của con. Bởi vì con có những điều mà họ không có, con có những ta lưng mà họ không có. Chúa hơn hết đó là tấm lòng. Hãy cầu nguyện cho điều này. Tôi cảm thấy cái sự dẫn dắt đó là cầu nguyện cho sự thương xót. Nếu thực sự đã lâu bạn chưa giúp đỡ một ai đó trong hội thánh, hoặc ai đó bên ngoài cuộc sống của chúng ta, bạn cần phải ăn năn trước Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stay cây bơi. Hallelujah. Thấy cây bơi. Lạy Chúa, cho chúng con trở nên giống như Ngài. Đó là dự phần trong sự giúp đỡ những người nghèo khó, những người thiếu thốn, những người tàn tật, những người mồ côi, những người không nương tựa. Hãy cho chúng con trở nên
dự phần trong bản tính của cả sự thương xót. Cho nên đặt họ trong lòng của chúng con. Cho nên đặt họ trong lòng của chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Hãy nói với Chúa khi Ngài đặt trong lòng bạn con người khó khăn trong hội thánh, con người khó khăn bên ngoài xã hội, bạn sẽ kêu mang họ, bạn sẽ chia sẻ của cải của bạn cho họ. Hãy chia sẻ cách thực tế, đừng chỉ nói miệng. Hãy nói với Chúa con sẽ vâng lời của Ngài. Ngay bây giờ Đức Thánh Linh con cầu xin Ngài, nếu thực sự họ vâng lời, Chúa sẽ đặt trong lòng của họ những con người hoàn cảnh khó khăn. Hãy đặt trong lòng của họ bởi sự chỉ dẫn của Ngài. Đặt trong lòng của họ con người khó khăn. Thay vai lô rai say. Em lô rai cái say rai. Tôi có rai cái bài cái. Bởi vì chúng con muốn gần Ngài. Muốn gần Ngài. Muốn gần Ngài. Hallelujah. 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 Say lô. Hallelujah. Hallelujah, make a style alone. Say it alone, make a lord, make a sign alone. Hallelujah, make a sign alone, make a climb. Hallelujah, my God. Say it alone. Lạy Chúa, con cầu nguyện đến lời của Ngài ngày hôm nay ở trong lòng của chúng con. Lời của Ngài trở nên sống động trong lòng của chúng con. Lời của Ngài trở nên thực tế trong cuộc sống của chúng con. Chúng con muốn gần Chúa, muốn gần Ngài, muốn gần Ngài, muốn gần Ngài. Ai phải cách xoay một quay. Hallelujah, hallelujah. Con cảm ơn Chúa, vì mình Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Khi chúng con ăn năn, Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con. Ngài làm mới lại tấm lòng của chúng con. Hallelujah. Chúng con nói với Ngài rằng, chúng con vâng lời của Chúa. Sự vâng lời tốt hơn của thế này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa của chúng con. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển trong tay của Chúa. Và chúng cùng nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.